Tại lễ ký kết, đại diện Bộ Công Thương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết giữa nhà đầu tư hạ tầng là công ty cổ phần Green Park và tập đoàn 249 Lô của Hàn Quốc về thỏa thuận nguyên tắc cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Liên Hà Thái để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ uống với tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ trên diện tích 8,4 ha. 249 Lô được biết tới là tập đoàn đồ uống lớn nhất tại Hàn Quốc, được thành lập vào năm 2011 dưới sự hợp nhất giữa Chinlo, công ty có lịch sử gần 100 năm sản xuất rượu soju, và 24 Pachery, công ty với hơn 88 năm lịch sử sản xuất bia của Hàn Quốc. Cho đến nay, 249 Lô có 62 chi nhánh trong nước, 6 công ty con và 6 pháp nhân trực thuộc ở nước ngoài. Không chỉ sở hữu công nghệ vượt trội, tập đoàn 249 Lô luôn được xem là đơn vị tiên phong dẫn đầu trong việc chuyển đổi nhà máy xanh thân thiện với môi trường và luôn được đánh giá cao trong hệ thống quản lý kinh doanh ESG. Lãnh đạo công ty cổ phần Green Park cho biết, đây là dự án thứ 5 có tổng số vốn đầu tư từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên đầu tư vào khu nghiệp Liên Hà Thái. Tập đoàn 249 Lô lựa chọn Liên Hà Thái là địa điểm đầu tư dự án lớn, một lần nữa khẳng định đây là địa bàn chiến lược cho các nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới đến hợp tác đầu tư cùng phát triển. Liên Hà Thái không chỉ có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông kết nối mà còn có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại. Công ty Green Park cam kết sẽ song hành với 249 Lô trong các thủ tục cấp phép hoạt động của dự án có điều kiện sản xuất đặc biệt. Đồng thời, Green Park cũng kính mong lãnh đạo ủy ban tỉnh, các sở ban ngành hỗ trợ cho dự án và tạo những điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài và thành công tại khu công nghiệp Green Park One. Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo tập đoàn 249 Lô cho biết rất có cảm tình với mảnh đất Thái Bình nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. Khi đến đây đều cảm nhận được sự gần gũi, hiền hòa và thân thuộc, có những điểm rất tương đồng với mảnh đất và con người Hàn Quốc. Vì vậy, ông bày tỏ vui mừng khi tập đoàn quyết định đầu tư về Thái Bình, đồng thời nhấn mạnh dự án tại Thái Bình chính là dự án đầu tiên mà tập đoàn đầu tư ra nước ngoài và Thái Bình là địa điểm đầu tư rất lý tưởng. Vì vậy, sau lễ ký kết hôm nay, tập đoàn sẽ nhanh chóng triển khai dự án theo đúng cam kết. Chúng tôi lựa chọn đầu tư dự án đầu tiên ở nước ngoài tại tỉnh Thái Bình của Việt Nam, bởi tỉnh Thái Bình cũng như khu công nghiệp Liên Hà Thái đã đáp ứng đủ tiêu chí mà tập đoàn đặt ra khi đầu tư ra nước ngoài. Đây có thể xem là bước ngoặt đối với sự phát triển của tập đoàn. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng để xây dựng nhà máy trở thành điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng cảm ơn sự giúp đỡ từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và nhà đầu tư hạ tầng đã tạo điều kiện giúp đỡ tập đoàn trong suốt quá trình đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng tập đoàn và tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong thời gian tới. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng khi 249 Lô là một trong những tập đoàn lớn trên thế giới đã quyết định lựa chọn đầu tư về Thái Bình. Điều đó thể hiện sự tin tưởng cũng như đánh giá rất cao từ tập đoàn đối với môi trường đầu tư ở Thái Bình, đồng thời bày tỏ ấn tượng với quy mô và sự phát triển của tập đoàn hiện nay. Đồng chí ghi nhận thiện chí và hiệu quả trong quá trình đàm phán, xúc tiến đầu tư giữa công ty cổ phần Green Park và tập đoàn 249 Lô. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao uy tín, năng lực đầu tư và công nghệ sản xuất của tập đoàn 249 Lô, đặc biệt là quy mô dự án đầu tư tại Thái Bình. Được khi tập đoàn quyết định lựa chọn Thái Bình là một cái nơi để thực hiện cái dự án thì đây có thể nói là một niềm vui, một niềm vinh dự của tỉnh Thái Bình chúng tôi. Sự kiện hôm nay thì có thể hiện là cái việc mà sự tin tưởng và đánh giá rất cao về cái môi trường đầu tư của tỉnh Thái Bình cũng như là cái hiệu quả mà khi mà tập đoàn quyết định đầu tư tại tỉnh Thái Bình chúng tôi. Đây là một tập đoàn của Hàn Quốc có đầu tư lớn nhất từ trước nay và đầu tư vào tỉnh Thái Bình chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng là sau cái sự kiện hôm nay và sau khi mà Hitachino chính thức thực hiện dự án đầu tư Thái Bình thì sẽ có rất nhiều cái tập đoàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ về với Thái Bình chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ luôn luôn thực hiện tất cả những cái điều mà chúng tôi đã làm việc và đã trao đổi với các ngài, đó là hỗ trợ và tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất, hết mình, hết sức để có như là chúng ta đẩy nhanh các thủ tục tiếp theo, về thủ tục đầu tư tiếp theo để sớm ra quyết định chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như là giúp cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Để dự án của tập đoàn triển khai thuận lợi, đồng chí đề nghị các sở ban ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ để tập đoàn thực hiện các thủ tục đầu tư, đồng thời khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án một cách nhanh chóng, thuận lợi, sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đề nghị công ty cổ phần Green Park thường xuyên hỗ trợ tập đoàn trong quá trình triển khai dự án, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hiện đại đồng bộ và thu hút thêm những dự án thứ cấp chất lượng cao đầu tư vào khu công nghiệp.
đồng chí mong muốn tập đoàn Hai Thứ Chín Lô triển khai dự án như các nội dung đã cam kết, phối hợp cùng tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng để dự án nhanh chóng triển khai và đi vào hoạt động. Đồng chí cũng chúc cho sự hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và tập đoàn ngày càng tốt đẹp.